Các bạn thân mến, trong hai ngày 19 và 20 vừa qua, đất nước chúng ta vừa trải qua một sự kiện đặc biệt, đó là chào đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra hết sức suôn sẻ, đặc biệt là vào tối ngày 20 tháng 6, thay mặt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng Tổng thống Putin một màn trình diễn thể hiện chân dung của nhà lãnh đạo Nga được tạo tác bằng nghệ thuật điêu khắc kết hợp với ánh sáng. Có thể nói, món quà không mang giá trị vật chất nhưng cũng đủ nói lên tình cảm của Việt Nam chúng ta dành cho ông Putin nói riêng và nước Nga nói chung là thiêng liêng biết bao nhiêu. 23 giờ 40 phút ngày 20 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Putin đã cất cánh về nước, cũng là lời kết thúc cho cuộc gặp gỡ tốt đẹp giữa hai người bạn thân thiết này. Tổng thống Nga đã để lại trong lòng người dân Việt Nam những ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt khi đến Việt Nam, ông đã mang theo nhiều cơ hội cho Việt Nam chúng ta phát triển kinh tế, đặc biệt là dự án sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Với sự chân thành của ông Putin, mình tin rằng trong tương lai, Việt Nam chúng ta sẽ phát triển kinh tế rất nhanh. Các bạn thân mến, sau khi sự kiện này kết thúc, Nhà Trắng lập tức đã có phản ứng. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương sẽ ở Hà Nội trong hai ngày 21 và 22 tháng 6. Điều đang nói là chuyến thăm Việt Nam của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ được chọn ngay sau khi chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga kết thúc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố trong một tuyên bố rằng Hoa Kỳ cam kết chắc chắn tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và hợp tác hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Đồng thời nhấn mạnh rằng chuyến thăm Việt Nam này sẽ củng cố hơn nữa cam kết của Hoa Kỳ trong việc xây dựng một nước Việt Nam vững mạnh, hỗ trợ cho Việt Nam một nền độc lập, tự cường và thịnh vượng. Đây được xem là động thái mới nhất đến từ Mỹ khi trước đó đã có sự chỉ trích phản đối với Việt Nam khi chào đón ông Putin diễn ra một cách nồng nhiệt. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây là Mỹ đến Việt Nam có mục đích gì khác hay không? Chúng ta hãy cùng nhau bình luận, chia sẻ quan điểm của bạn bên dưới video này nhé. Anh bạn hàng xóm Trung Quốc cũng ngay lập tức đã để ý tới sự kiện này và đưa ra rất nhiều bình luận xoay quanh. Các bạn cùng mình tìm hiểu chi tiết ngay sau đây nhé. Tại sao lại coi trọng Việt Nam đến vậy? Nga đến theo lời mời, nhưng Mỹ nhất quyết muốn đến. Đây là sự khác biệt. Tôi rất sợ khi thấy Mỹ đến Việt Nam. Ai đến cũng có lợi, nhưng Mỹ đến để gây thiệt hại. Hoa Kỳ muốn thể hiện thái độ với Việt Nam. Đừng sợ, Nga sẽ ủng hộ bạn. Khi sức mạnh quốc gia của Trung Quốc tăng lên, các nước nhỏ lân cận sẽ trở nên nổi tiếng. Bạn không nhận thấy rằng đây là một trò chơi trước chiến tranh sao? Chúng ta phải cảnh giác, Việt Nam đã có xích mích với đất nước tôi hai lần kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Người dân Việt Nam không nên quên sự xâm lược và tổn hại mà Hoa Kỳ đã gây ra cho họ. Vì sao người Mỹ không dám gặp Putin cùng lúc? Bạn có sợ con mắt sắc bén của Putin không? Lúc này, Việt Nam biết rất rõ mình muốn gì. Hoa Kỳ sẽ không thành công lần này. Hắn chỉ là một kẻ phản diện đâm sau lưng Việt Nam, từ xưa đến nay vẫn đóng vai này. Người Việt Nam đừng ngu ngốc, họ phải biết cái nào quan trọng hơn, cái nào không quan trọng. Mỹ can thiệp quá nhiều, họ có thể tự phạm sai lầm mà không bị trừng phạt, nhưng nếu người khác làm tốt hơn một chút thì lại không được chấp nhận. Dù Putin hay Mỹ thăm Việt Nam, chúng ta ở Trung Quốc cũng phải cảnh giác. Nga đang có chuyến thăm trở lại để xem liệu Hoa Kỳ có quay lại chuyến thăm thứ hai hay không. Mỹ đã làm hẹp không gian sống của Việt Nam, làm cho nhiều người tàn tật và ô nhiễm kéo dài hàng trăm năm không thể biến mất. Mỹ chỉ nói suông, không đáng tin cậy. Việt Nam chắc chắn sẽ thấy điều đó. Mỹ ngày xưa không phải là người tẩu thoát từ Việt Nam sao? Tại sao họ lại không đi Afghanistan? Mỹ thật là hẹp hòi, thật đáng ghét, không chịu nổi người khác sống tốt. Đây chính là cách mà Philippines đã hành xử vào những năm trước đó. Sau khi thăm Trung Quốc, Mỹ đã tiếp tục đến Philippines và thương lượng để mở rộng hoạt động quân sự tại đây. Việc này được xem là một phần trong chiến lược địa lý và quân sự của Mỹ, nhằm tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng của họ trong khu vực. Bằng cách này, Mỹ cũng có thể đảm bảo rằng các lợi ích chiến lược của họ được bảo vệ và mở rộng sau khi quan hệ với Trung Quốc. Khi cả hai bên đang thăm hỏi lẫn nhau, Mỹ lại bắt đầu cảm thấy không hài lòng.
thật là điều khó chấp nhận. Một khi đã có lợi ích riêng, họ không muốn thấy ai khác có lợi ích từ đó. Mỹ hoàn toàn làm những việc thiếu đạo đức, như thúc đẩy mâu thuẫn, xúi giục và gây ra các cuộc xung đột và chiến tranh. Đây là những hành động đáng trách và không có đạo đức. Chỉ khi hai cường quốc hình thành một liên minh mạnh mẽ, các quốc gia láng giềng mới thực sự sẵn lòng hợp tác. Với những khái niệm mơ hồ, những nước yếu không thể hiểu rõ. Họ chỉ biết rằng phải nắm chặt vào một cây cối mạnh mẽ để tự bảo vệ. Mỹ thăm Việt Nam nhưng lại không đạt được lợi ích gì đáng kể. Thay vào đó, họ chủ yếu thúc đẩy mâu thuẫn và xúi giục, cùng với việc áp đặt và bán vũ khí. Điều này đã trở thành thói quen của Mỹ trong quan hệ với nhiều quốc gia, nơi họ thường sử dụng sức ép và các biện pháp quân sự để đạt được mục đích chính trị và kinh tế của mình. Việt Nam đi trên một thanh cân bằng như một chuyên gia giữa các nước lớn, linh hoạt và thông minh trong việc điều chỉnh và lựa chọn. Nga muốn đạt được kết quả này, tức là chỉ cần hợp tác với Nga, Mỹ sẽ phải tham gia cân bằng lại tình hình. Vì vậy, các quốc gia khác tại sao lại tiếp tục đặt niềm tin chỉ vào Mỹ mà không lựa chọn sự đa dạng hơn? Họ cảm thấy như thế nào khi thấy Mỹ đã rơi vào chiến lược này? Hiện nay, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Với nhiều quốc gia lần lượt thăm hỏi, trong các vấn đề quốc tế, dù là hòa bình hay xung đột, Việt Nam có vai trò quyết định. Đất nước Việt Nam có bị Mỹ xâm lược không? Nếu tôi là người Việt Nam, tôi sẽ không hoan nghênh chuyến thăm của Mỹ. Việt Nam có nhiều nhà máy gia công lớn nhưng bị Mỹ trừng phạt, đẩy Việt Nam xuống đáy vực. Dù có sự hỗ trợ từ Nga về năng lượng, máy bay và pháo binh, nhưng không thể giải quyết vấn đề đói bụng. Khi Mỹ thừa nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường vào tháng 7, điều quan trọng là xem Việt Nam sẽ đứng về phía nào. Trong thế giới hiện đại, hòa bình và phát triển vẫn là hai chủ đề chính làm khổ sở loài người. Trong tương lai, trung tâm của thế giới không còn nằm ở phương Tây mà là ở nơi mặt trời mọc, phương Đông. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận đến từ ánh nhìn của người dân Trung Quốc. Còn từ ánh nhìn của bạn thì sao? Hãy bình luận để mọi người cùng nhau tham khảo nhé. Còn về phía mình, bất kể ai đến với nước ta cũng vậy. Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Hy vọng đất nước mình ngày càng có vị thế, kinh tế được phát triển, không ai đói nghèo là được, phải không các bạn? Chỉ cần bạn đừng gây rắc rối, thì ai chúng ta cũng có thể tiếp đón. Nội dung của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để ủng hộ mình trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, thân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.